3 ngày. Dạ. Ở ăn nuôi 3 ngày cho 5 hộ nhân, 5 nhân khẩu ở trong nhà. Dạ. Thì chú như vậy thì tài chính ở đâu mà mình lo đủ cho hết đàn cá này, lo cho nhà ăn đó chú. Làm rất là nhiều bao thức ăn như thế thì rất là tốn kém luôn. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị ạ. À, hiện nay thì Bùi Hồ đang mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Và điều đặc biệt mà Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác, quý anh chị là ngoài sau lưng này là một cái con kênh rất là nhỏ. Và hiện nay thì một cái đàn cá tra tự nhiên rất là lớn đã tập trung ở đây rất là lâu rồi. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác, quý anh chị về đàn cá tra tự nhiên này. À, người ta nói là giữ cá cho sông. Có nghĩa là hiện nay thì ở dưới sông nó rất là ít cá, tại vì môi trường ô nhiễm. Nhưng mà không biết tại sao, nguyên nhân vì sao mà đàn cá tra này lại tập trung ở đây nhiều như thế. Và người dân ở đây, và đặc biệt là ngôi nhà của chú Phúc này, lại giữ một cái đàn cá với số lượng khổng lồ như thế này. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào. Dạ, sau lưng thì cô bác quý anh chị, đây là một cái nơi mà ngoài sau lưng này tập trung rất là nhiều thuyền bè ra lại. Nhưng mà không biết vì lý do gì mà đàn cá lại tập trung ngoài sau nhà của chú Phúc như thế này. À, lúc trước đây thì cái cầu này là một cái cầu ván, nhưng mà vì lượng khách đến rất là nhiều nên anh nữ ra hiện nay là làm cái cầu sắt luôn. Đàn cá này của mình ha anh? Của mình ạ. Dạ. Anh là chủ nhà này luôn. Dạ, em là con của chủ nhà này. À. Cá hiện nay số lượng nhiều lắm hả anh? Nhiều anh. Dạ. Ồ, làm sao để mình cho mọi người thấy ta? Mình gõ dán ăn là gõ lên, là để em kêu ba em nè, để tụi em đi làm. Dạ. Em lên kêu ba xuống cho ăn, anh coi với em. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ha. Rồi, đâu có gì đâu anh. Dạ, cái này là cá tự nhiên hết hả anh? Dạ, tự nhiên lại anh. Ồ, cá này là tập trung được bao lâu rồi? Năm mấy rồi. Năm mấy, ở đây thì có ai đánh bắt không ta? Có anh, bắt xịt cào gì đủ hết. Rồi mà nó không đi luôn? Dạ, nó không đi. Mà người ta cào có dính không? Cũng có anh. Dạ hả? Ít, nó có thể trốn được. Ồ. Nó không biết nó trốn, như xịt, nó xịt bơi qua là mấy này nó lặn cho nó không có nổi lên. Ồ, mình xịt chín nhiều không? Ít chứ, mình lâu lâu mà được con hay con. Dạ, ở đây đó thì những cái ngôi nhà cất cao sàn như thế này á cô bác quý anh chị là nhằm mục đích là chống lũ. Hàng năm thì cái lượng nước ở dưới này nè nó lên rất là nhiều. Và đây là một cái con kênh đào. À, vì cái lượng cá tập trung rất là đông như thế này nên những cái thuyền bè đậu qua lại thì cũng chừa một cái khoảng cho cá nó có thể lên xuống được. Và ngay cả chủ nhà đến nỗi mà làm một cái ván này nè, đặt ở trên cái mui xuồng như thế này để mà không cho cái nắng cái chân của cô bác quý anh chị. Và chúng ta có thể nhận thấy được rằng số lượng cá nó đang lên ngớp, giống nó đang lên á, chẳng khác nào là một cái lượng cá nó giống như là ở trong một cái đìa ao mà chúng ta đang nuôi. Và đây thì chúng ta nhìn vừa gõ ra xa thì đây là một cái con sông cực kỳ lớn và cực kỳ dài. Về rộng thì không lớn lắm, khoảng chừng 200-300 mét gì đó thôi, nhưng mà về cái chiều dài là cực kỳ dài và nước có thể thông nhau. Và đàn cá này thì có thể đi bất cứ ở chỗ nào hoặc là nơi nào. Ở dòng đây thì chúng ta sẽ thấy được là không có một cái gọi là một cái lưới nào mà giăng để chặn cái đàn cá này lại để mà nuôi. Thì đó là chúng ta thấy là một đàn cá này tự nhiên có thể bơi ra vào. Nhưng mà không hiểu vì một lý do nào đó, vì một hữu duyên nào đó mà đàn cá này có thể ở đây suốt quãng thời gian là gần 2 năm trời. Nói về đàn cá tra tự nhiên thì chúng ta sẽ nói về một cái những cái đàn cá tra. À, trước đây thì Bùi Hồ cũng đã quay một đàn cá tra của chú kia ở Châu Đốc và một cái đàn cá tra ở An Giang nhưng mà ở huyện Phú Tân. Thì nay lại xuất hiện một đàn cá tra ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. À, bây giờ thì mình cố gắng đợi cho anh chủ nhà, cô bác quý anh chị, chú chủ nhà xuống để mà cho mình thấy được cái lượng. Bây giờ thì hình ảnh trên phía trước mà cô bác quý anh chị thấy đó là chú Phúc. Bây giờ thì có mình lại đây thì chú gãi cái đàn gãi thức ăn cho đàn cá nó ăn. Chú cho con đeo này vô với. Dạ. Cho nó chuyện cho nó gõ ha chú ha. Dạ. Dạ. Như chắc hả không? Dạ rồi chắc rồi chú. Không sao hết. Dạ. Bây giờ ngồi ha. Dạ, có dạ. Có cái ngồi đó ngồi đi nhé. Dạ chú, con cảm ơn chú. Dạ. Yeah. À, hằng ngày thì chú thường cho cá ăn mấy cử chú? À, dạ mình không có phân cử, tại vì cô bác lại xem thì mình cho ăn. Dạ.
Dạ. Mà trước khi mà hỏi việc mà chú cho cá ăn thì chú cho con hỏi là cái đàn cá tra này nó tập hợp được, nó quy tụ về đây được bao lâu rồi? Dạ, nay là hơn năm. Hơn năm. Dạ. Nhưng mà cái cơ duyên nào mà cái đàn cá này nó lại quy tụ đến nhà chú ha? À, buổi chiều chiều 30 Tết hồi năm 2019 bước qua năm 2000 đó. Dạ. Cái mình cũng buổi chiều rồi mình xuống mình sửa tàu lại đến tối mình đón giao thừa đường sang năm mới á. Dạ. Cái sau mình làm xong rồi mới xuống tàu rửa tay. Dạ. Sao thấy nó bu lại quá. Từ đằng xa những 3-4 mét cho nó ngớp lại sao tới mình không có đi. Ồ. Dạ. Cái nó ngớp vòng vòng lái tàu hoài thấy gì rồi cũng coi. Coi rồi cũng tới tối cái bỏ qua sáng bữa mùng 1 xuống đi. Cũng làm công việc rồi rửa tay nó lại nữa rồi mình thấy đàn cá nó đẹp quá rồi. Mình cho ăn tới giờ luôn. Ờ, chú cho con hỏi thêm là cái cá này là nó tự nhiên hết chứ không phải là cá của người ta phóng sinh hả chú? Dạ cá tự nhiên. Cá tại tự nhiên. Vì hồi lúc nó mới lại á. Dạ. Thì nó còn nhỏ bằng ngón tay mình thôi. Dạ. Cái mình nuôi lớn lên cái có bầy ngón tay khác nó vô nữa. Ồ. Dạ. Còn cái cá phóng sinh thì cô bác cũng có đem cá phóng sinh nữa, cũng có vô mà đều nó có ít hơn cái cá nhỏ lớn lên. Dạ. Tại vì cái cá của mình thì nó khác với cá phóng sinh. Dạ. Cá phóng sinh thì nó ốm hơn mà nó dài hơn. Dạ. Còn của mình thì nó vắn hơn. Ờ. Cá này là thuộc họ cá tra hay là cá ba sa chú? Cá thì mình không gành, mà ta nói cũng một họ mà nó cá tra, người kêu cá tra, người kêu cá ba sa, người kêu cá dồ. Ờ. Mình cũng, người ta là cũng một họ với nhau. Dạ. Thì nó phân tách cái đặc điểm vậy đó. Con thấy ở đây là có hai dòng cá, một là cá họ cá tra. Dạ. Và hai là cá chim. Dạ. Ờ. Thì cái việc mà ở sông mình cái lượng mà cá chim nhiều như thế này không phải là một điều dễ dàng mà thấy được. Ở đây là đặc biệt rất là hiếm. Thì cá chim này nó vô lượt với cá tra này hay sao chú? Phúc. Dạ nó vô lượt luôn. Vô lượt luôn ha. Dạ. Nè còn như bây giờ là chú quay lên hướng này ha thì coi chỗ trống đó. Dạ. Là cá tra con mà ngón tay như nó mới là lúc đầu nè. Có phải là do nó là dạ dạ nó đẻ ra không chú? Theo mình nghĩ thì nó đẻ mà không biết phải không nữa. Dạ. Là nó có cá nhỏ nhỏ nhóc chứ. Dạ. Nhưng mình dục sao trống này cũng có nó là nói với cá he với mày Vinh. Ờ nếu như mà cái lượng mà nó lên ngớp như gì như thế thì chú có thể là nó ướn chừng nó là khoảng bao nhiêu ký không chú Phúc? À, cái ước mà lượng một con bao nhiêu ký ha? À, bao nhiêu tấn cá? À, cái tấn cá thì mình không có nuôi, mình không gành. Dạ. Nhưng mà có anh em tao có nuôi bè, nuôi hầm đó. Ta lên ta coi người ta đánh giá thì đó là có khoảng 20 tấn cá. Dạ. Ồ. Ở đây có con thấy cá chim nó nhuộm màu vô nhìn rất là đẹp luôn á. Dạ. Có đôi khi thì có những con cá màu đen đằng kia nữa. Dạ. Ừ cái đó là người ta kêu cá chim trắng và cá chim đen. Dạ. Thì cá tra cũng vậy đó, cũng có cá đen đó nè. Dạ. À, cá đen nữa kìa. Dạ. Cá đen cá tra đen thì cũng được 5-6 con. Con hỏi này chú ha, thường mình có bắt lên không chú? Dạ có. Có bắt lên hả? Dạ, mình cho ăn đó, mình bợ bợ, mình nâng luôn lên có. Dạ. Là một năm mấy nay là nó về bao nhiêu thì chú vẫn cho ăn. Dạ. Thì con nhà của chú thì ở đây rất là nhiều nhà và rất là nhiều nhà sàn như thế này. Nhưng mà chỉ đặc biệt duy nhất ở cái khúc sông sau lưng nhà chú thôi. Dạ. Thì chú có thấy nó có điều gì nó kỳ lạ không? Mình thấy đàn cá nó đẹp mà về mình thì chắc cũng đem điềm hên gì đến cho gia đình rồi xóm làng của mình ha, ở An Giang mình gì đó. Dạ. Dạ. Thì cá này nó tập trung ở đây gần một năm rồi. Dạ. Có nghĩa là hơn năm rồi. Hơn năm rồi. Hơn năm. Vậy thì trong một năm qua thì chú thấy gia đình mình có điều gì may mắn không chú Phúc? Dạ có. Chú có thể chia sẻ cho nghe được không? Dạ thì thấy đàn cá hồi về tới giờ thì mình làm ăn thì cũng được, gia đình thì cũng tốt. Dạ. Dạ. Làm ăn cũng suôn sẻ. Có nghĩa là phất hơn so với những năm trước ha chú ha. Dạ. À, công việc hàng ngày của gia đình chú Phúc là làm gì? Công việc hàng ngày thì mình chạy tàu thuê để chở vịt mướn cho ta đi đồng để ăn lúa đổ. Dạ. Ờ, ở đây thì cô bác quý anh chị có thấy được từ cái khoảng sông mà từ cái cầu này mà khi mà chú Phúc gãy thức ăn á thì nó tập trung càng ngày càng đông và số lượng càng ngày càng lớn. Chú Phúc có thể chia sẻ cho con nghe là mỗi một ngày thì cá này ăn bao nhiêu ký thức ăn nha chú ha? Một ngày như vậy là nó ăn ít nhất là 3 bao. 3 bao? Trời ơi. Thì mỗi một bao thức ăn là bao nhiêu tiền chú? Mỗi bao thức ăn như là 265 ngàn. Trời ơi. Vậy thì cái tính nếu ra lượng cá thức ăn này ăn không á
để thảy cho cá ăn không thì mỗi một ngày chú tốn là khoảng 800.000 đồng. Dạ. Khoảng 800.000. Dạ. Thì đối với một người bình thường 800.000 mình có thể là trong một gia đình ở miền Tây mình đó. Dạ. Thì có thể là ăn đến 3 ngày. Dạ. Đó, ăn nuôi 3 ngày cho 5 hộ nhân, 5 nhân khẩu ở trong nhà. Dạ. Thì chú như vậy thì tài chính ở đâu mà mình lo đủ cho hết đàn cá này lo cho nhà ăn đó chú? Nó nào ngay mình được mấy chiếc tàu. Dạ. Dạ. Rồi chạy để thấy cá nó đẹp đó thì cũng gán bường nuôi chứ nó nào ngay. Theo như mình thấy mà cái lượng cá này thì mình nuôi lâu dài thì chắc cũng hơi mệt. Dạ. Còn hồi trước đây tới giờ thì mình còn lo nổi, còn lo là lo từ đây trễ về sau. Bây giờ lúc này nó quá đông. Trong một năm qua thì chú đã tốn gần 15 triệu tiền để mà thả xuống cho thức ăn cho đàn cá này. Dạ. Ước tính mình ước chừng khoảng như vậy thì đối với một người bình thường này mà đối với một tháng thì nó khoảng 1 triệu hơn. Ở gồm tất cả này kia luôn. Và ngay cả thì khi mà cá mà chú làm nghề ghe tàu thì việc mà tập trung ghe tàu ở sông như thế này á thì chú lại chừa cái một khoảng trống này cho cá nó ở đây. Dạ. Yeah. Đúng không chú? Dạ yeah, phải. Đó, thành thử ra là nó có rất là nhiều cái khó khăn nhưng mà chú vẫn khắc phục, người ta gọi là giữ cá cho xong. Giữ cá cho xong. Nhưng mà ở đối với những cái con kinh của mình ở miền Tây mình đó, hiện nay về cái nguồn nước ô nhiễm thì cũng khá lớn. Dạ. Yeah. Nhưng mà con không hiểu sao mà cái lượng cá như thế này nó tập trung rất là nhiều. Dạ, yeah, năm nào ngay xong thì thấy giờ anh em ta đi đánh bắt mà để kiếm ăn thì bây giờ nó hiếm, nó không có. Mà sao không biết sao mà tự nhiên nó lại nó ở đông quá, mình thấy đẹp quá mình nuôi hoài. Như thấy ơn sao nè, như cá he nè, mới lại đây cả tháng nay. Ồ. Nè nó đỏ con chưa nè. Đỏ. Ồ. Bài cá he chứ trời dinh dữ lắm luôn. Dạ. Ghê không? Nhưng mà mấy khúc sông khác thì người ta giăng lưới gì coi dính nó có không chú? Dạ, sông khác thì không có. Nó cũng như là một số ít thôi. Nhưng mà ở những cái khúc đằng kia đó người ta giăng dính nhiều lượng cá này không? Ở đằng kia thì không dính đâu. Không dính hả? Có mấy người ta đem lại xác đây á. Thì nó nào ngay trước đây á thì mình cho ăn nó đầy đủ á. Dạ. Nó không có đi dính vậy. Còn coi bây giờ thì nào ngay lúc này cho ăn không được đầy đủ không? Thành ra nó cũng có đi ra ngoài, người ta cũng có... Người ta vẫn đánh bắt ha? Dạ. Người ta cũng đem lại đánh đầy, người ta đánh bắt hoài. Người ta đánh bắt vậy chú có la không? Dạ không, mình ăn nỉ nữa không. Tại vì cá thiên nhiên rồi cái mình cũng đâu có nói anh em người ta. Thôi tại nó lại đẹp quá cho ăn, anh em có đánh bắt á thì tránh né giùm cảm ơn. Có anh thì cũng đi, có anh thì cũng không đi. Ồ. Lúc đó thì cũng buồn thôi chú hả? Cái nào ngay nuôi mến tay mến chân thì thấy gì nó cũng hơi buồn. Nhưng mà khi anh em mà giăng không dính thì mình mừng lắm. Rồi. Nhưng mà câu hỏi thiệt một... chú là trước giờ chú có thấy một cái điềm báo gì không mà đối với cái đàn cá này chú Phúc? Con này câu hỏi thiệt á. Dạ. Cái điềm báo thì mình không có nói nhưng mà đều thấy cũng như bình thường chứ đi. Chắc có lẽ là qua mạng thì chú cũng ngại kể đúng không? Dạ. Thật ra cái chuyện tâm linh á thì mình không phải là mê tín nhưng mà cái chuyện tâm linh có những chuyện mình không thể nào lý giải được. Yeah. Và trước mắt cô bác của anh chị và đây là một cái chuyện mà khá là hy hữu mà khi mà những cái đàn cá nó cứ tập trung về liên tục. Yeah. Mình có một cái chuối xuồng nhỏ nào đi dưới không chú? Có rồi, mình đang có cái con với chú đi được không? Dạ được. Thôi bây giờ hai chú cháu anh chừa tí thức ăn để đi xuống dưới đi ha. À. Để mình lên lấy thức ăn thêm đi. Dạ. Chú Phúc lại đi xuống lần hai và lần này thì mình có nhờ chú nói thôi chú cho mình đi ké xuống đây để quay cận cảnh cho cô bác quý anh chị xem để có những cái thước phim hay. Và chú Phúc ở đây thì không có mở cái gọi là dịch vụ du lịch hay là tour du lịch gì nhưng mà chú muốn tạo một cái gì đó để khi mà khách tham quan đến thì chú Phúc rất là nhiệt tình và chú muốn tạo một cái gì đó để cho mà mọi người biết đến cái đàn cá của mình. Cá này người ta mua lại chú bán không? À, không đâu. Nuôi mến tay mến chân người cưng lắm. Dạ. Bắt mà còn không dám bắt ăn nữa mà nói gì bán hả chú? Dễ gì bắt ăn. Nè chú bước con này là dễ bước. À, xuồng này là xuồng carbusit. Carbusit. Carbusit nó dễ lắc lư đó chú. Mình ngồi chỗ cái thang đấy đi. Không anh để tôi để miếng dán cho chú dễ ngồi. Không con ngồi trên đây được rồi, không sao. Được không? Con ngồi vững. À. Hả?
Hôm nay có ai từng đi với chú giống gì không? Cũng có nhưng mà ít đúng không? À hai cháu mà đi du lịch mà. Nói chung là người ta đi du lịch trên dạ, mình ở trong đây cho nó mát ha. Dạ, dạ chú, dạ. Để sợ nắng em mốt thôi chứ còn mình dạ, thì không. Mình không có sợ nắng hay thì không bao giờ sợ nắng đâu. Quan trọng là chú ngày nào cũng gãi thức ăn rồi, đến trưa. Bây giờ mới mình tắm ra đây cho đừng trôi ha. Dạ, đây đi chú ha. Xích lên tí nè. Ngay trên giữa mình dục hai đầu nhiều. Chú có thể bợ lên luôn được hả chú? Được. Ờ, lát nữa chú bợ lên cho con coi với nha. Dạ. Chú Phúc rất là nhiệt tình luôn, mặc dù cái công việc của chú thì rất là bận rộn. Nhưng mà mình nói là chú rất là nhiệt tình luôn. Quá nhiều. À, đặc biệt các chim cá cha, cá cha con ngốc kìa nè. Dạ. Nó cá cha con nó ta nè. Mình thấy thức ăn nó lấy lên đó. Ồ, con thấy rồi. Ở đây này nó có khoảng 3 đến 4 kích cỡ loại cá. Cá bự có, cá vừa vừa có, cá nhỏ có. Có nghĩa là một con thì một ký mấy có, một ký có, 700-800 gram có và vài trăm gram có luôn. Nó đủ cỡ nha. Đủ cỡ. Và chúng ta thấy là cái màu của con cá chim á, nó sẽ, cái lườn ở dưới của con cá chim á, nó màu hồng. Nó sẽ tô điểm thêm cho cái màu của con cá tra, màu trắng. Nè, đúng ăn rồi, ăn rồi. Nè. Chơi ăn thôi. Ê, nà nhát dữ ta. Chú nuôi cá giống như là thú cưng trong nhà vậy thôi. Chờ để cho nó tập lại đông đông nữa nè. Đó, sức cá này bự không? Này nè. Ồ, quá bự nè chú hả? Dạ. Còn nó là 4 cái mấy nha. Mỗi lần nó quẩy là tung té à. Cái này hay nhát ta. Bữa nào ban đêm mà bị điện giật á, chứ ban ngày nữa nhé. Dạng dạng đi con. Ơ cái máy này che nước vô không ta? Dạ không, chú lao lao một con là được rồi. Nó cá trà con nhóc kìa. Cá trà con ăn chung với cá hè. Ước chừng thì một cái con lớn nhất khoảng từng chừng 5-6 kg là vẫn có. Và cái con nhỏ nhất thì khoảng chừng bự hơn đầu ngón tay mình một tí. Và đây thì số lượng rất là nhiều chứ không phải là một cái đoạn sông này đâu. Và có thể là xuống mị mị ở dưới kia. Tại vì ở đằng kia nước sâu và người ta không giải cho ăn nên là nữ là rất ít. Và chú Phúc ơi. Ồ, có con cá kìa. Mà con thấy là cái tên của chú thôi là thấy là đã hay rồi. À, tên của chú là chú Phúc, tên Phúc. À, à, đó. Ê, giống ô, như là quậy bữa nay không quậy dữ vậy nè. Bữa không quậy quậy dữ à. Tạm hôm bị nhiều xuồng xịt quá. Ba xịt đắng là con nào nó chạy về đây thấy thương lắm, chạy dọc. Nói chung là làm nghề bà cậu á. Dạ. Làm nghề cá, làm nghề bà cậu thì mình biết. À, nói thiệt với cô bác quý chị, mình biết cái nào nên bắt và cái nào không nên bắt. Yeah. Và đây là loài cá này thì mình cần phải bảo tồn đó. Dạ. Yeah. Con ăn đi con. Chơi xịt cũng tội lắm. Dạng dạng thôi, nó dạng này thả cho nó ăn, nó ngậm ngậm tay mình ăn im lắm. Đây ăn đi con. Cái mực nước ở đây thì nó sâu khoảng bao nhiêu mét hả chú? Chỗ này 3 mét rồi. 3 mét hả? 3 mét mà với lượng cá mà nó lên bao nhiêu còn biết bao nhiêu ở dưới. Dạ. Có khi nào mà chú hồi đó giờ chú có loại dưới thử chưa? Có kỳ đó có mấy cô đó lại coi bị rớt thì phá đó, mình xuống mình mò. Thì cũng vừa cho ăn vừa mò luôn. Dính luôn. Dạ, không có dính gì phá được tại vì nhiều cá quá cái đuôi nó quạt quạt gì đâu có mò dính, thì mò cho người ta vui thôi. Cho để cô bác mà lại coi mà lại không mò thì thấy cô bác buồn quá. Nhi ơi, lấy cho mời một tháo thức ăn nha con. Nè, ăn đi con. Chơi gì kỳ. Hồi bữa ăn nút nút ngón tay bữa nay nha. Trời, nó chơi mình ướt mình luôn á. Kệ nó. Dạ. Đây con. Ừ, đây bắt con lên trời. Ồ, mở lên nè. Tài nữa. Cái này quá nhát.
chắc có lẽ là hôm qua bị châm điện á. Dạ, bữa nào bị ban đêm bị châm điện cái ban ngày nó nhát lắm. Xuống mà nó ăn đi con. Nhưng mà dù có châm đi nữa thì nó vẫn không có đi ra chỗ này ha. Dạ không. Người ta điện tới rồi mà Kim nói anh em không đi á. Rồi nó chạy lên thấy thương, nó chạy vô bờ. Chạy vô bờ nên nó trốn á. Buông, buông. Dạ. Nè lấy thao lên con. Cái này phải mình chèo qua tàu nó ít nhát hơn ta. Thôi chạy đi. Thôi bây giờ mình lên đi chú rồi để thôi nó nhát. Nó đang nhát bị điện ngày hôm qua. Ôi đằng đây cá chim nhiều ghê á. Ừ. Nó dán dán cá tra mình luyện cá chim dữ lắm. Kệ thải như đi cho quay cấp đi kệ cái lên. Dạ. Ở đây là địa chỉ ở ấp Long Hòa 2. Ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến. Xã Long Kiến, chợ mới An Giang. Huyện chợ mới, tỉnh An Giang. Và dạ, chúng ta sẽ đến chợ Bà Vệ. Từ chợ Bà Vệ chúng ta hỏi xuống nhà của chú Phúc là cách khoảng 500m thì ở đây người ta sẽ biết. Dạ. Và mà khi đến đây á, thì cô bác quý anh chị có thể chiêm ngưỡng với một cái đàn cá tra tự nhiên và rất gần gũi, thân thiện với thiên nhiên như thế này. Và chú Phúc thì không có lấy tiền vé hay là tiền gì cả. Những lúc rảnh rỗi thì chú Phúc sẽ rất là nhiệt tình và tiếp cô bác quý anh chị. Thì cái mong ước cuối cùng của chú Phúc là mong ước gì hả chú ha? Dạ, mình mong ước sao để bảo về cái đàn cá này cho nó lâu dài, để cho nó càng ngày càng đông vậy đó. Dạ. Cho nó đẹp lên, cho cô bác nào có cái hiếu kỳ đến xem chơi cho biết hả. Chú có dự định là mở vé du lịch không? Dạ không đâu. Có thích mở là mở cho sao cô bác tới đông vui à. Có nghĩa là người ta khách đến nhà thì đã vui ha chú ha. Vui. Mong cô bác đến nhà đông vui. Cho mình mở du lịch thì cũng như mình kinh doanh rồi. Mượn bài cá này kinh doanh thì nó đâu có đâu có được đã. Dạ. Và thật ra thì con cũng đã thấy đây là đàn cá thứ ba ở tỉnh An Giang mình. Đàn cá thứ nhất là của ông ở Châu Đốc, ông chú ở Châu Đốc, và đàn cá thứ hai là của anh của chú Phúc, và đàn cá thứ ba là đàn cá của anh Năm Đặng ở Phú Tân của An Giang. Thì đối với đàn cá ở của chú Phúc á thì nó khá là đặc biệt, khi mà cái nơi ở của cái đàn cá này nó không giống như những cái nơi ở khác. Những cái nơi ở khác á thì đàn cá ở theo một cái khúc sông, và khúc sông đó trước đây thì mình thấy nó có vẻ là rất là yên tĩnh. Nhưng mà đối với chú Phúc, đàn cá mà được sống ở dưới những cái chiếc thuyền bè mà được neo đậu như thế này là một điều cực kỳ hiếm luôn. Thật ra thì những cái chiếc tàu chạy á, âm thanh của máy rồi những cái tiếng kinh dịch nè, nó ra nhiều lắm. Mà chú, lúc mà ghe tàu ra vô sao chú Phúc? Vô ra nó bình thường à. Mình chạy bình thường luôn hả? Dạ bình thường luôn. Mình đạp chân dịch bình thường luôn. À bình thường luôn. Ồ. Nó có mình có đụng nó không? À không, ví dụ như cái chân dịch mình ở ngay nó đường đông vậy đó, mình đề lên cái là tự nhiên chỗ chân dịch nó dẹ nó trốn mất tiêu nha. Ồ hay ha. Nó tránh cái né lắm. Thành ra không có trúng lúc đầu thì sợ, không dám để xuống chạy. Rồi sau lại thấy nó khôn quá rồi cái mình để xuống chạy từ từ, không có trúng con nào nha. Mình chạy nhẹ nhẹ ha. Dạ. Yeah. Có con cá màu hồng như ngộ ghê á. Dạ. Ở đây có một bầy này, có một hai con cá tra đen. Thì theo chia sẻ những người mà người ta thường đi làm nghề bà cậu thì người ta gọi là cá bà cậu. Dạ. Yeah. Mà nhưng mà thật ra thì mình không hiểu cá bà cậu là như thế nào. Nhưng yeah, mà có nhiều người ta chia sẻ là cá bà cậu là cá đàn. Dạ. Yeah. Là con cá đó giống như là con cá trưởng đoàn ở trong cái đàn cá này á. Chỉ huy á. Chỉ huy á. Chú thấy chỉ có ít con cá tra đen thôi. Dạ, yeah, trong đây được 5 con. Dạ. Con cá tra đen. Mà theo giải nghĩa theo khoa học thì có thể đó là loài cá do đột biến đó. Ví dụ như cá trê thì có cá trê đen, thì lâu lâu cũng phải có con cá trê màu vàng hoặc là màu trắng. Dạ. Dạ. Nãy giờ thì chú Phúc thao ba cái thao thức ăn này là thao thứ ba. Ủa chú không có lấy rau muống để trộn thêm hả chú? Có, tại rau muống thì phải sợ bay chú, là trên gió thôi. Thế khi nào mình cho ăn riêng mình hả, thảy rau muống vô, trộn rau muống vô. Nói chung đối với đàn cá này chỉ có thêm rau muống với lại chuối cây á thì mới sể nó thôi. Chứ thật ra nếu như mà một ngày mà làm rất là nhiều bao thức ăn như thế thì rất là tốn kém luôn. Nhưng mà biết đâu thì biết đâu thì nó sẽ mang một cái điều gì đó tốt lành cho gia đình của chú Phúc thì còn hơn, còn sao. Dạ. Yeah.
Ôi ôi, nó quậy. Bữa nay nhát dữ nè. Có nghĩa bữa, là bữa cưng lắm, bữa không có dãy ai úp mình chân á. Đã. Hôm qua là nó đã bị động rất là nhiều rồi. Giác 3-4 giờ sáng này còn xẹt thiệt nhiều quá. Thì mong là những người cô bác quý anh chị mà nào mà xem được những cái clip này, những người dân ngư dân mà sống xung quanh vùng ở đây nghe được cái clip Bùi Hồ thì có thể là hiểu được, chia sẻ thông cảm với chú Phúc để có thể gọi là giữ hồn cho sông á, giữ cá cho sông. Thì đây là một cái loài cá mà mình cần nên bảo tồn để mà một môi trường sinh thái tự nhiên mà thì nó sẽ hay hơn ha. Thôi bây giờ chắc hai chú cháu lên. Sau khi lên thì cô bác quý anh chị thấy là chú Phúc cũng ướt đầy cả mình luôn kìa. Mà vui ha, ướt mình mà vui. Dạ, mát mẻ luôn á. Nên nào nghe anh em cô bác là không đánh bắt thì mình mừng lắm. Dạ. Cô bác nào né tránh giùm thì cảm ơn. Nhằm khi thì mình nói thì làng xóm láng giềng với nhau thì nó sẽ bị đụng chạm đó. Dạ. Nên là không, nữ... mình nào nghe mình có đàn cá thì mình mong cho tình làng nghĩa xóm hay là bà con ở xa gần gì đừng thân thiện thích với nhau chứ không để cho mất lòng. Dạ, mất lòng nó có đàn cá thì tạo nên một cái thâm tình mà. Thôi chắc có lẽ là chào chú Phúc về nha. Cảm ơn chú Phúc đã cho con xem được một cái đàn cá tự nhiên rất là hay như thế này. Và đặc biệt là con chúc cho chú có một cái sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, thì để mà có một cái chi phí riêng để mà hoặc là khi mà Mạnh Thường Quân coi được này có thể ủng hộ cho chú một phần nào để mà chia sẻ cái khó khăn trong cái vấn đề kinh tế. Dạ. Đó, thì chúc chú sức khỏe thật là nhiều. Chú có muốn nói lời nào không? Rồi, cảm ơn chú nhiều ha. Rồi cũng cảm ơn bà con dù có đến đây xem thì có mà lúc nào cũng được. Thì đến đây thì mình cho xem lúc nãy. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Dạ. Dạ.